Thế giới hôn nhân tập cuối, sau tất cả, hạnh phúc là thứ thật sự khó tìm. Ngày 16 tháng 5, sau gần 2 tháng công chiếu, Thế giới hôn nhân chính thức khép lại với những tình tiết hoàn toàn bất ngờ. Ngày 16 tháng 5, sau gần 2 tháng công chiếu, Thế giới hôn nhân chính thức khép lại với những tình tiết hoàn toàn bất ngờ. Mở đầu tập 16, bộ phim đưa khán giả trở về những khoảnh khắc hạnh phúc ban đầu của gia đình Theo, Sung-woo và con trai. Họ cùng nhau thưởng thức bữa cơm với nhau, vui cười nói chuyện về những việc diễn ra trong ngày. Tiếc thay, mọi chuyện đã thay đổi vì sự phản bội của Theo. Tập phim tiếp tục với những phân cảnh ngập tràn hạnh phúc. Lúc này, gia đình hàng xóm của Sung-woo là Ji-hyuk và Ji-jim đã đoàn tụ với nhau sau những lần cãi vã và sức ly hôn. Họ quay trở lại cuộc sống thường ngày, bắt đầu một chương mới của hôn nhân trước khi những dông bão kéo đến. Về phía hai mẹ con Sung-woo và Jun-young, họ cũng đã bắt đầu buông bỏ được quá khứ, bắt đầu hành trình mới. Nhưng tiếc thay, họ không hề biết rằng Theo luôn luôn theo dõi mọi hành động của họ. Khi kiểm tra hộp thư ở trước cửa nhà, Sung-woo bất ngờ nhận được một phong bao bí ẩn. Khi kiểm tra nó, cô bất ngờ phát hiện ra bức ảnh gia đình của mình thứ từng bị cắt vụn đã được người nào đó gửi đến, và đây như là một lời cảnh báo đến cuộc sống hạnh phúc hiện tại của cô. Bức ảnh này kéo Sung-woo một lần nữa trở về quá khứ, khi cô cùng Theo hạnh phúc bên nhau, cùng nhau xem những bức hình cưới của mình. Phân cảnh tiếp theo chuyển đến nhà trọ của Theo, và tại đây, khán giả biết được anh ta đang dán một bức ảnh gia đình trên tường, lộ ra mục đích hiện tại của hắn là hàn gắn với vợ cũ. Về phía Ji-jim, tưởng rằng sau những tan vỡ, cô có thể thực sự sống hạnh phúc. Nhưng mọi thời, dường như lại bị lung lay một lần nữa khi cô phát hiện ra những hành động đáng nghi của chồng mình Ji-hyuk. Không để sự lo lắng kéo dài, Ji-jim quyết định một lần nữa lén kiểm tra điện thoại của chồng mình. Sau đó, cô bật khóc vì thật sự chưa thể tin tưởng chồng mình. Và đây là tâm lý dễ hiểu của một người từng bị phản bội nhiều lần. Còn Sung-woo, sau khi được bạn thân của mình nhắc nhở về chuyện cảnh giác với Theo, cô ngay lập tức gọi điện để kiểm tra tình hình của Jun-young. Nhận được câu trả lời của con, Sung-woo mới thật sự yên tâm trở về nhà. Lúc này, người xem mới vỡ lỡ vì toàn bộ những tình tiết ở nửa đầu phim đều là những diễn biến diễn ra trước cái kết của tập thứ 15, trước khi Jun-young biến mất. Với tâm lý bất ổn, Sung-woo dường như sụp đổ khi không thể tìm thấy con trai của mình. Nhưng khi nhận được cuộc điện thoại của Theo, cô vẫn bình tĩnh khuyên giải vì sợ hắn sẽ làm hại Jun-young. May mắn thay, sau đó, công sức của Sung-woo đã được đền đáp. Sung-woo tìm được Jun-young đang ngồi cạnh Theo, và để tránh chồng cũ nghĩ đến việc tự vẫn, cô đưa cả anh ta và con rời khỏi đó. Sau cuộc nói chuyện với Sung-woo và Jun-young, Theo đã có thể buông bỏ mọi thứ và lao ngay ra trước đầu chiếc xe tải. Tuy nhiên, việc làm này đã thất bại vì chiếc tải thắng xe kịp thời, và sau đó, Sung-woo nhanh chóng lao đến ôm chồng cũ của mình. Nhìn thấy hành động này, Jun-young bất ngờ bỏ chạy và mất tích. Mọi tung tích về cậu bé đều là dấu hỏi chấm. Một năm trôi qua, lúc này, Ji-jim đã ly hôn với chồng và mở một tiệm bánh nhỏ. Còn tiểu tam gia Kyung thì bắt đầu theo học một trường mới và từ chối mọi lời thả thính của những người đàn ông khác. Bộ phim kết thúc với cảnh Jun-young trở về nhà sau những ngày tháng chờ đợi mòn mỏi của Sung-woo. Có lẽ sau tất cả, hạnh phúc là một thứ sự khó tìm, và nếu tìm được, hãy trân trọng nó, đừng để vụt khỏi bàn tay.